Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử của danh hài Bình Trọng, có vợ từ một cuộc gặp vu vơ. Chưa bao giờ đóng vai chính nhưng vẫn ung dung sống đời đại gia. Bình Trọng tên đầy đủ là Trần Bình Trọng, sinh năm 1973, là một trong những diễn viên hài ăn khách của khu vực phía Bắc. Anh cũng chính là đạo diễn của hai series phim Đại gia chân đất và Làng ế vợ thường được phát hành vào dịp Tết Nguyên đán nhiều năm nay. Trần Bình Trọng là con trai của nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng, được biết tới là một trong số những nghệ sĩ kịch gạo cội của Việt Nam. Chính vì sinh ra trong một gia đình có cha làm nghệ thuật nên đã tạo tiền đề cho anh trở thành một người nghệ sĩ. Khi còn mới 5 tuổi, anh đã trở thành vai diễn nhí. Mặc dù từ nhỏ anh đã xác định không bao giờ theo con đường nghệ thuật giống bố, tuy vậy, cái nghiệp diễn như kiểu cha truyền con nối bám lấy anh. Khi còn là sinh viên đại học của trường Đại học Văn hóa, anh xin làm chân trợ lý đạo diễn để có thêm thu nhập cho bản thân. Nhờ vào sự nhanh nhẹn hoạt bát, anh được các đạo diễn và mọi người quý mến. Có những lúc, do thiếu diễn viên, anh làm diễn viên bất đắc dĩ. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là nghề tay trái của anh, nhưng sau khi làm thành khách quen, anh yêu nghề từ lúc nào không biết. Tấm bằng Đại học Văn hóa, anh không sử dụng mà theo chân các nhà đoàn phim. Những ngày đầu vào nghề, anh chỉ với vai diễn kiểu hài kịch. Tuy vậy, nhờ những vai diễn nhỏ đó đã tạo nên tên tuổi cho Bình Trọng như bây giờ. Nói về con trai, với sự khiêm nhường và cẩn trọng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng kể, Bình Trọng không được học về kỹ thuật biểu diễn. Cậu ấy diễn xuất hoàn toàn là năng khiếu tự nhiên. Tôi vẫn khuyên cậu ấy nên học thêm, ngoài việc học về quản lý trong ngành văn hóa, còn nên học thêm về kỹ thuật biểu diễn, có thể diễn chiều sâu hơn. Trong sự nghiệp của mình, Trần Bình Trọng được phong là vua, vai phụ khi xuất hiện nhiều trên các phim truyền hình, phim hài, táo quân. Hầu hết các vai diễn của Bình Trọng thường là những vai anh nông dân quê mùa, nhí nhố, lấp cấp hay vào vai những kẻ lưu manh, gian xảo. Những vai diễn ấn tượng mạnh mẽ của Bình Trọng trong lòng khán giả phải kể đến như Đại gia chân đất, Túng tiền Tiến Tùng, Làng ế vợ. Dù gương mặt và ngoại hình nhỏ nhắn, nhưng ở ngoài đời anh là một nghệ sĩ đa tài. Ngoài việc làm một diễn viên, anh còn đảm nhận khá nhiều vai trò như đạo diễn, biên kịch, tổ chức sản xuất và là giám đốc của hãng phim Bình Minh do anh sáng lập và điều hành. Nhìn chung, từ ngoại hình cho tới tính cách của đạo diễn Trần Bình Trọng đều toát lên vẻ gần gũi, mộc mạc. Anh được xem là đạo diễn nông dân nhất Việt Nam. Nhắc đến con trai Bình Trọng, nghệ sĩ nhân dân Trần Nhượng chia sẻ, điều có thể dễ nhận ra nhất ở Bình Trọng là tình yêu và đam mê nghệ thuật. Cậu ấy là người rất tự lực, đã tự mày mò cố gắng nỗ lực để tìm đường cho bản thân. Và cho đến bây giờ, cậu ấy đã bước đầu để lại được một số ấn tượng cho khán giả. Nhìn vóc dáng nhỏ bé của Bình Trọng, chả ai nghĩ anh đang làm giám đốc và có cô vợ chân dài. Nhiều người vẫn trêu đùa rằng anh trông ra dáng lái xe của giám đốc hơn. Vậy mà sau nhiều thời gian lăn lộn vất vả, thu thập kinh nghiệm cuộc sống, Bình Trọng thành lập hãng phim chuyên sản xuất những chương trình nghệ thuật, những series phim hài đã gây ấn tượng trong lòng khán giả như Túng Tiền Tiến Tùng, Đại gia chân đất. Bình Trọng là nam diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua những vai bình dân, lúc thì là anh nông dân, khi lại là anh xe ôm bảo vệ. Dù là vóc dáng nhỏ bé, trên màn ảnh vừa nhí nhố, vừa lấp tắc là vậy, nhưng ngoài đời, anh lại là người khác hẳn. Anh đang làm giám đốc một hãng phim, sống viên mãn bên cô vợ chân dài và cậu con trai kháu khỉnh. Hoạt động nghệ thuật nhiều năm, Bình Trọng đang có cuộc sống mà nhiều người mơ ước, gia đình hạnh phúc với cô vợ từng lọt vào chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Những thiên thần nhỏ kháu khỉnh đáng yêu, được thỏa mãn đam mê nghệ thuật, sống được, thậm chí là sống tốt với nghề. Tuy nhiên, trước khi để có được bến đỗ bình yên như hiện tại, Bình Trọng từng trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Đó cũng là lý do vì sao anh khá e dè khi đề cập đến chuyện gia đình. Năm 2002, Bình Trọng làm trợ lý cho ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Trong đêm chung kết, anh có dịp làm việc với các thí sinh xuất sắc. Bẵng đi một thời gian, khi đang trên đường Hà Nội, anh bất ngờ gặp lại một thí sinh trong cuộc thi Hoa hậu năm xưa. Được cô gái xinh đẹp chào hỏi cởi mở, Bình Trọng vẫn không thể nhớ ra là ai, nhưng vẫn giả vờ coi như quen biết. Sau này duyên số đưa đẩy, hai người nên duyên vợ chồng từ một cuộc gặp gỡ vu vơ. Sau 3 năm tìm hiểu, cuối cùng Bình Trọng cũng cưới được vợ xinh đẹp về chung nhà. Chia sẻ về vợ, Trần Bình Trọng cho biết anh lấy vợ trẻ đôi lúc cũng có chút rắc rối. Thuở ban đầu, cách cô ấy thể hiện tình yêu với chồng có phần hơi thái quá, cuồng yêu hay ghen, thôi thì đủ cả.
Trước kia ở căn nhà cũ, anh thường mở cửa cho mấy ông bị đuổi chạy trang trốn. Giờ sang nhà mới, đôi lần tôi cũng phải xin hàng xóm mở cửa cho vào. Anh hài hước nói, hiện tại anh có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con. Dù trên Facebook cá nhân, diễn viên Bình Trọng hiếm hoi chia sẻ những hình ảnh của gia đình, nhưng vợ của anh lại thường khoe những khoảnh khắc bên chồng con. Qua hình ảnh có thể thấy, cuộc sống của diễn viên Bình Trọng vô cùng hạnh phúc bên vợ đẹp, can khôn. Ngoài công việc gia đình, anh cũng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi trên thế giới như Mỹ, Bỉ, Pháp. Anh cũng được khen là ông bố khéo trong và yêu thương các con. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.